Rồi, thầy chào các bạn. Trong video này, thầy sẽ tiến hành giúp các bạn giảng giải cái nội dung bài tập để ôn thi cái đề cương đó các bạn, cái đề cương để các bạn ôn thi học kỳ 2 của năm học 2021-2022. Và đây là chương trình tiếng Anh sách giáo khoa mới các bạn nhé, của lớp 6 của chúng ta đó. Và mỗi năm học thì thầy đều, trước khi các bạn thi các kỳ thi, thầy đều có ôn tập và giải đề cho các bạn. Và trong quá trình học thì thầy bám sát sách giáo khoa cho các bạn luôn. Rồi, vậy thì trong video này á, thì chúng ta sẽ bắt đầu giảng giải các cái nội dung liên quan đến cái nội dung phát âm các bạn. Cái nội dung phonetics này rất là quan trọng. Và bài tập số 1 á, phần 1 La Mã này á, chúng ta sẽ chọn những cái chữ mà nó có cái phần gạch chân á được phát âm khác với những chữ còn lại. Đó là mỗi câu có 4 phương án, thì có 3 phương án là cái chữ phần gạch chân là phát âm giống nhau, còn một phương một là phát âm khác nhau đó các bạn nha. Rồi, trong bài này á, có cái câu 4 và cái câu 7 á, thì thầy vừa kiểm tra là thấy nó trùng nhau, nó trùng này các bạn, thì thôi không sao, mình làm một câu là được rồi nha. Rồi, câu số 1 này các bạn, cái chữ này là chúng ta phát âm là hear, là nghe đó, chữ nghe đó, hear hear, trong khi chữ này là near near, chữ này là fear fear. Nhưng đến câu D này là gì bạn, nó không còn là ear nữa, âm mặc dù cũng là chữ E với chữ A, tất cả đều là chữ E với chữ A, nhưng lúc này đọc là không còn là ear ear như mọi khi đúng không, mà per bạn, per. Ok, à thầy lộn các bạn, thầy xin lỗi, cái này không phải là per mà là pair pair. Cái người Anh á, người ta đọc là pair pair, nhưng mà người Mỹ đọc là pair, đó nó nhẹ cái âm sâu hơn. Rồi, vậy thì phương án D các bạn nha, dù đọc gì cũng là khác với ba cái này, nên là ear, có này là ear 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 pair. Ok, câu số 2, gather gather, father, brother, monthly. Các bạn để ý này, cái hai cái âm này á đều là với cái chữ này đều là chữ th đúng không, nhưng có nhiều cách, có thường nó sẽ rơi vô hai cái trường hợp phát âm, nó sẽ rơi vô một trong hai trường hợp này nè các bạn nè, đây nè, nó rơi một trong hai trường hợp này nè đó, và đó hai cái trường hợp, hai cái âm quốc tế này á, thì ví dụ như cái trường hợp này á là như tooth tooth đó các bạn ha, còn trường hợp này này this đó đó, cái âm này này, à xin lỗi các bạn, âm này chứ xin lỗi như này đó, ngược lại in ra thì rõ nhìn hơn, nhưng mà thầy viết tiếng Việt thầy viết bằng tay nên hơi khó, còn cái âm này này th là bên đây này đó, nó khác biệt một xíu nha, thực ra nó khác nhưng mình các bạn làm quen dần á thì các bạn hiểu, thì các bạn đọc các bạn nhận ra, các bạn đọc nhiều các bạn quen cái mắt thì các bạn nhận ra liền, còn đây là nếu các bạn chưa quen thì các bạn thấy khó, chứ khi các bạn quen rồi dễ lắm. Này, gather này thì lúc này là nó là âm này đó, hồi nãy thầy nói đó, gather th này, còn father này đó, brother cũng vậy đó, đều là cái âm đó các bạn nha. Nhưng monthly này, âm này này, cái âm này thì nó phát âm ra nó khó hơi ấy một xíu. Các bạn đưa cái đầu lưỡi chạm hai cái đầu răng trên và răng dưới á, đó răng trên và hai cái hàm răng nó bắt đầu nó chạm nhẹ vào nhau, và đưa cái đầu lưỡi ra che chắn giữa hai cái đó, các bạn bung ra được cái âm này nè, các bạn nghe này đó, cái âm đó trong tiếng Anh gọi này là cái âm vô thanh các bạn, cái âm này á, cho nên âm này quan trọng lắm. Và chắc chắn rồi, câu này là câu B là đúng không? Rồi, câu B là khác biệt nhất so với ba câu. Câu số 3, favorite, đúng không? I âm I nè, favorite, đúng không? Slide, lúc này không còn âm I nữa, mặc dù là đều là chữ I đúng không? Nhưng lúc này là I, đúng không? Fine, fine, đều âm I, fine. Hi, dễ đúng không? Vậy thì câu 3 là phương án A là khác biệt nhất. Rồi, câu 4, fold,
Oh, phoned. Đây là người Mỹ đọc này. Oh, cô người Anh đọc này, nó bè cái môi hơn một xíu. Đó, nhưng mà đều là làm loạt văn này. Đó, người mời người Anh này, người Mỹ đọc này. Người Mỹ đọc oh, người Anh đọc là oh. Close cũng thế. Người Anh với người Mỹ giống nhau như thế này luôn. Close, được chưa? Nhưng nó phải có âm cuối. Các bạn nhá. Nhưng bên này câu đê cũng thế. Hold. Hold, âm cuối d, d. Hold, oh, đều là oh, 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 oh. Nhưng đến cái chỗ này thì khác biệt này. Các bạn nghe nghe này. Close, close. Lúc này không còn là oh nữa, mà oh, oh, oh. Close. Đó, bạn thấy khác biệt chưa? Và âm cuối là âm vô thanh hồi nãy thầy vừa nói cho các bạn đó. Đó, close, ok. Phương án C là khác biệt nhất. Rồi, chúng ta đến với câu số 5. Đó, hồi nãy thầy vừa nói các bạn cái âm vô thanh này, âm TH này, lúc này là đọc là đó, tooth, tooth. Đấy, phần nãy là nói, nhưng qua bên này là khác rồi, âm nó là âm này rồi. Đó, there, there. Nhưng bên này lại trở về âm vô thanh. Bath, bath. Both, both. Đó, các bạn thấy chưa? Vậy thì chỉ có phương án B là khác biệt nhất. Đó là câu 5 đó các bạn nha. Câu 6 này. Câu 6 là kiểm tra kỹ năng phát âm vô phần ED nha. ED này, ED. Bên này cũng thế nha các bạn nha, nhớ nha, âm vô thanh luôn nha. Thầy quên ghi ra nhưng mà nó là như thế. Câu 6 kiểm tra phát âm ED. Bạn nào mà chưa nhớ các cái kỹ năng, các cái trường hợp phát âm ED như thế nào á, các bạn lên kênh của thầy á thì thầy có cái video nói về ba cái trường hợp phát âm ED rất là hay. Thì các bạn tham khảo nha. Đó. Còn bây giờ trong cái phần giảng giải này thầy chỉ đi nhanh thôi, thầy không giảng lại nữa. Âm tờ tận cùng của nó là âm ti, thì ed lúc này được phát âm là gì nhớ chưa? Tờ với đờ nhớ không các bạn? Hai cái trường hợp ấy, ti và đi á, thì lúc này ed đi liền sau hai cái âm đó là được phát âm là eat, thì lúc đó cái chữ đó được phát âm là started, đúng không? Cái chữ đó thêm vào eat, 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 start. Bình thường nó là start, start, nhưng có ed vào là started, started. Nhưng sang âm ca rồi thì nó là khác biệt rồi. Trường hợp âm ca thì lúc này ed được phát âm là t, t. Âm t này các bạn này, t, t, đúng không? Worked, worked này. Bình thường nếu chưa có ed nó là gì? Work, work, đúng không? Mà có ed vào là work, worked, t, 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 t. Khác biệt chưa? Tương tự bên này, chữ gì đấy? Chữ T đúng không? Thì bình thường nó là wait, đúng không? Có đi vào là waited, waited, ok. Tương tự âm T bình thường là want, want. Nhưng đi vào wanted, wanted, ok. Vậy thì chỉ còn có phương án B là, chỉ có phương án B là phát âm là ED đó. Rồi, câu số 7, rồi câu số 7 với câu số 5 giống nhau, thầy không nói nữa nha. À, giống nhau các bạn, à khác khác các bạn ơi. Cái chỗ này là both, cái chỗ này là close, nó khác biệt. Khác biệt. Xin lỗi các bạn nha, thầy nhìn thầy tưởng giống nhưng không phải. Rồi, có vậy này. Fold vẫn là o, close cũng vẫn là o, hold vẫn là o. Thế thì cái này close đúng không? Close, chỗ này là both đúng không? Vậy thì vẫn là phương án C close. Lúc này âm này này, phát âm âm này này. O o o o. Ok, nó không trùng nhau các bạn nha, thầy xin lỗi. Rồi, câu số 8. Nhớ câu số 8, rèn luyện kỹ năng phát âm cái gì đây? ED đúng chưa? ED, ED, ED. Nhớ âm gì rồi? Tương tự với âm tờ. Âm D này này, âm D này, D này tương tự với T này. Thì ED lúc này được phát âm là it, it. ED đó, it. Need it, need it. Bình thường nó là need, need. Thì bây giờ là needed, needed. Ok. Nhưng bên này âm ca là khác rồi. Liked, phát âm t. Washed, washed. Hoped, hoped. Đều là âm tờ hết. Nằm trong câu thần chú trong cái video luyện phát âm ED của thầy đó. Thì không nhắc lại nữa. Rồi, vậy thì câu 8 là phương án A, đúng không? Phương A là khác biệt nhất. Rồi, câu 9 tiếp tục là ED. Vẫn là âm tờ này, đúng không? Eat, eat. Started, worked, waited,
này, tờ này, wait, wait, waited, đúng không? Waited. Decide, đờ này, đờ này, decided, decided, it, này, it, này. Thì chỉ có phương án B là tờ thôi. Worked, worked. Ok, và cuối cùng, tiếp tục vẫn là ed, vẫn là âm tơ, it, âm ca, t, âm sh, t, âm p, t, đúng không? Wanted, liked, watched, stopped. Câu 10 là phương án A. Đó. Như vậy là cái phần 1, phần ôn luyện đề cương ôn luyện chúng ta, phần 1 liên quan đến phát âm mà chủ yếu là ED, và chủ yếu chúng ta là tập trung vào ED và một vài cái trường hợp khác nữa. Thì thầy dừng lại tại đây. Hẹn các bạn video tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục vẫn là phát âm nhưng nó đa dạng hơn các bạn nha. Ok. Rồi. Phần 1 của chúng ta đến đây tạm dừng. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để chúng ta sẽ đón nhận các video ôn luyện tiếp theo rất là hay các bạn nha. Chào các bạn.